Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình đập hộp sản phẩm của Meta. Và Thu Phương rất vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Như các bạn thấy thì trên tay Phương đang là chiếc loa Fenda F550X2.1. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong chiếc hộp có gì nhé. Bộ loa Fenda F550X2.1 gồm có hai loa vệ tinh và một loa sắc. Hai loa vệ tinh thì có mỗi loa công suất 14W và loa sắc thì có công suất là 28W. Về cảm quan thì chiếc loa được thiết kế rất đẹp mắt, mang lại vẻ sang trọng cho không gian nhà bạn. Hệ thống loa 2.1 với tổng công suất là 56W mang lại âm thanh chất lượng giúp bạn nghe nhạc và xem phim một cách thoải mái. Một trong những tính năng đặc biệt không thể không kể đến đó là khả năng kết nối Bluetooth của chiếc loa và để phát âm thanh từ những thiết bị điện tử không cần dây kết nối nữa. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe nhạc với loa Fenda F550X từ thẻ nhớ, máy tính và đài FM. Bên sườn của loa sắt có bảng điều khiển với các nút kết nối Bluetooth, nút nguồn, nút play stop bài hát và tăng giảm âm lượng. Ngoài ra, khuôn loa còn có tích hợp ổ cắm thẻ nhớ và USB. Bạn có thể cắm thẻ nhớ để có thể thêm lựa chọn nghe nhạc. Và hơn nữa thì phía sau loa còn có các nút điều chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng và âm bass thông qua núm vặn. Và loa còn tích hợp sẵn dây tín hiệu để bạn nghe lại FM. Và đây là nút công tắc on-off. Bạn có thể kết nối loa vệ tinh với loa sắt thông qua jack kết nối audio output với jack cắm có màu sắc tương ứng. Và bạn kết nối loa với các thiết bị điện tử khác cũng thông qua jack nối 3.5mm cũng với các màu sắc tương ứng. Ngoài ra để tối ưu cho người sử dụng, nhà sản xuất còn tích hợp điều khiển từ xa, rất tiện lợi để điều chỉnh âm lượng và các bài nhạc theo ý thích. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng Meta test thử chất lượng âm thanh của chiếc loa này nhé. Sau khi cắm nguồn điện, bạn bật nút nguồn. Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa hoặc bằng điều khiển ở trên loa. Và bạn có thể sử dụng tính năng Bluetooth thông qua nút Bluetooth. Trên màn hình hiển thị điện thoại, bạn bật Bluetooth. Và loa Fenda sẽ được kết nối Bluetooth với điện thoại. Lúc này bạn chỉ cần bật nhạc lên và thưởng thức thôi. Máy tính thông qua jack cắm trực tiếp. Cũng với jack cắm này bạn có thể kết nối với máy tính. Và nghe nhạc trực tiếp từ máy tính. Family forever.
lover's got a major upgrade. So I hope you don't hate staying up late. If you're scared, give your resume an update. Cause unless you quit, you'll still be making minimum wage. I come to life. Nếu như bạn đã ưng ý với sản phẩm của chúng tôi thì hãy nhấc máy lên và gọi điện tới số tại Hà Nội 0437855633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 0838308569 hoặc truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt mua hàng online nhé. Hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.